Rồi, xin chào các bạn nha. Nay mình đi giăng lưới với cái hồ à. Ơi. Rồi, nay đi giăng lưới các bạn. Giờ thì nó giăng. Chút nữa thăm rồi mình đi theo. Đây mấy cái hầm cá nè. Hầm cá này người ta múc lên mà người ta chưa có thả cá, mình vô mình giăng nha các bạn. Cái này còn đang làm nữa. Mà cá nhiều lắm các bạn ơi. Rồi chào các bạn nha, giờ mình thăm lưới nha các bạn. Rồi đây dính được con cá các bạn ơi. Dạ. Có dính cá là hên nè. Dính cá siêu to cũng lộn. Kìa kìa dính cá nữa kìa, dính cá nữa kìa. Tiếp tục các bạn ơi. Dính cá nữa nè, đó, thấy chưa? Đó, tiếp tục. Lô phi. Hả? Cuốn đi. Cuốn cái này có lý vậy, cái dân cái đó là ok, ok và nice. Tại thấy cuốn dưới này thấy ngon hơn. Rồi, tiếp tục. Giăng hồi ướt nhẹp hết chứ. Dễ hồi ướt nhẹp hết. Rồi góc luôn hay vậy. Góc rồi có tôm á, không chừng giăng dính tôm. Rồi cuốn cá anh em ơi, từ từ, gói rồi, cuốn cá. Trời ơi, nguyên nhánh trà luôn kìa. Qua trời nhánh trà đó. Hay. Cái này được hôm bữa, gặp bên kia quay mới mê. Trời ơi, cái giò quá. Kìa, trời ơi, cá gì giận á. Cá gì giận bên đây quá trời luôn nè. Tay lưới này làm đậu hơn. Yeah. Trời ơi con cá gì cho bá ăn chép kìa, ăn cái chép cho bá luôn kìa. Ghen ghen lên, ghen lên, ghen lên, ghen lên. Cá chép. Ôi, chép cho bá luôn kìa. Ghê ghê ghê. Ghê ghê. Hơn kèo luôn. Chép cho bá các bạn ơi. Cá chép cho bá luôn các bạn ơi. Chép bán lại có tiền không nè. Hết hồn cá chép luôn kìa. Quá thôi, thứ thôi, rồi. Thôi, bắt sống được. Bắt sống á. Sống không? Sống. Múc nước, múc nước vô để cho nó. Kìa nó con cá kìa. Múc nước vô, múc nước vô cho nó. Nó đang mang trứng luôn á. Ừ. Hồi nữa kiếm cái bọc nào bự bự á, cầm á múc đem về. Đem về nuôi đã được. Ừ. Kìa, rồi gửi tiếp đi. Ngoài luôn. Để cho nó ngốp ngốp vậy đi. Rồi tiếp tục, tiếp tục. Trời ơi, quá thứ rồi. Thôi mình ở đây mình thả lưới chiều chiều mình về quay. Ok hay. Ông có lậu đâu bạn ơi. Còn ok hay. Đây mình thả lưới rồi mình bơi chuồng về dài mình đập cây rồi ngon hồi mình về. Dính nữa không? Dính cá phi cho bá luôn kìa các bạn. Quá. Kinh khủng luôn. Quá khủng. Bởi vậy mình ăn toàn cú chót không à. Đi đặt rắn này ăn cũng cú chót rồi, đi ấy cũng ăn cú chót nữa. Gì vậy? Bữa ấy đâu vậy? Dính cá chép cho bá luôn. Cá chép. Cá chép cho bá luôn. Cá chép cho bá luôn. Cá chép. Đúng rồi các bạn ơi. Hợp lý. Dạ. Kìa kìa dính kìa, dính kìa. Dính cái giò. Dính cái giò vậy? Rồi đây dính cá phi. Dạ. Bắt đại à. Kìa con cá đó ăn cá gì ăn cá trôi. Cá chèn hả? Dạ. Cá chép đâu quá trời. Cá chấm cỏ, cá rảnh. Trời ơi, cá này cá sơn cho bá luôn kìa. Đây con cá sơn. Cá chép đó về biết làm gì ăn ngon không? Dạ.
cá chép này chân tương hả cậu? Dạ bá luôn nha. Này các bạn ơi, đây các bạn. Coi cá chép này hơn nửa kg rồi. Rồi con cá sơn. Đây, tiếp tục nữa. Rồi thôi con cá này con cá gì? Con cá chấm cỏ hả? Dạ. Mới có con qua rửa xe cuốc nữa. Mới qua. Dạ, mới qua rửa xe cuốc rồi. Hết chưa? Rồi. Tiếp tục các bạn ơi. Rồi, bơi thả tiếp đi. Thả bơi thả tiếp. Rồi rồi, ngưng. Rồi giờ thăm 12 cửa ngục nha các bạn. Hồi nãy nãy giăng lưới xong giờ thăm 12 cái ngục. Ôi cái gì? Tôm kìa, bắt tôm ra. Tôm. Ủa con tôm càng cho bá luôn kìa. Đây gỡ lấy con tôm càng cho bá nha. Có cá này kìa. Đây gỡ lấy con tôm trước cái đó. Gỡ lấy con tôm ra coi tôm nha. Cá lau kiến nữa kìa. Quá khứ rồi các bạn. Tôm càng các bạn ơi. Mình bắt tôm càng các bạn coi nha. Quá trời con tôm càng. Đây, chơi. Đây, bắn tôm càng nha. Qua trời con tôm càng. Rồi, để xuống. Ôi, kẹp lưới kìa. Rồi, đừng bước lại, cạn cạn này. Kẹp lưới, hai lưới luôn. Má, vừa gỡ để cái nó kẹp kia. Rồi, bắt kẹo kìa. Rồi, các bạn, tôm càng các bạn ơi. Tôm càng chụp ba luôn. Đây, tôm càng hết hồn trứng nữa các bạn. Qua trời, nguyên con tôm trứng luôn. Rồi, kéo lên xuồng luôn. Okay. Rồi. Kéo lên xuồng luôn. Kéo thăm đầu bên kia coi có gì không. Vũ ơi chơi hay vậy. Vũ cái cá nó xuống rồi. Bên kia chắc có tên nữa quá. Cái cửa ngục này bự nè. Dạ. Ừ. Đó, tôm kìa. Ô, đem lên lẹ. Ô. Quá trời cá rồi các bạn. Trời ơi, con cá bóng tượng, cá bóng tượng. Hai mấy con cá bóng tượng. Hai con. Ồ, hai con bóng tượng cho bá luôn kìa. Đem ra. Đổ ra, đem qua đây nè, đem lên trên đây đổ ra cho các bạn coi. Ở đây, đem đây. Đem lại đây nè chí. Gỡ dây ra. Rồi. Nó tuốt trên đây. Đây, quá rồi các bạn ơi. Nhỏ không lên nè, cây cắm dưới cứng quá rồi các bạn. Ủa, cứng ngắt rồi các bạn. Rồi mình kéo ra đem lại hai cái bóng tượng lên coi. Cái xuồng à. Cái lại vô. Rồi. Chết mẹ nó nói xíu vừa nổi. Thọt tay vô bắt ra đi. Thọt tay vô bắt hai cái bóng tượng ra, rớt cái dưới ủng lắm. Đừng kéo quậy. Nó hư nhỏ rồi đừng kéo. Trời ơi trời, có con cá bóng cát trời bá luôn trời. Rồi mình sẽ bắt hai cái bóng tượng nha các bạn. Đây, mình bắt hai cái bóng tượng ra cho các bạn coi. Cá bóng tượng chập bá luôn các bạn ơi. Đây các bạn ơi. Đây, coi chừng chết nó, nhà mình có nuôi mười mấy con nữa. Đây cá này nhà mình có nuôi mười mấy con nữa nha các bạn. Con bự bự không à. Đây mình bỏ. Quá khứ rồi. Kìa đây nè, con cá chê hay gì vậy? Cá chê. Còn con bóng cát nữa hay vậy? Đem ra chứ. Trời ơi, con cá nó bự kìa. Nhẹ thôi nha, chết nó. Đây các bạn ơi, bóng tôm các bạn. Quá trời. Đây rồi nó. Quá trời đã các bạn ơi. Hai con nha các bạn. Hai con này quá luôn. Nè bắt ra. Cá đó ăn cái gì vậy? Lợi kiến với cái gì vậy? Kiến. Hồi nãy thấy con cá bóng cát mà. Cỏ luôn. Ok, bị chút xíu á. Đâu con cá bóng cát, quăng cá bóng cát kìa. Bye bye quá trời. Coi chừng cá chê đâm nha. Ba con lợi kiến. Có con cá bóng cát bự cho bá mà đâu rồi. Nãy thấy con cá bóng cát bự lắm á, coi cái này coi. Dưới này nè, coi cái này. Hết chưa? Cá chê. Hết rồi. Giờ này có cá lóc kiến nướng ăn nè. Cá lóc kiến nướng ăn. Cá đó ăn cá chê vậy. Rồi, xong. Ủa nhớ nãy có con cá bóng cát này đâu rồi ta? Là cá nhỏ chứ không? Đâu? Đâu? À, con cá bóng này mượn ơi. Tội nhỏ các bạn. Đâu phải? Đâu phải bóng dừa. Cá này con cá bóng trứng. Con này là con cá bóng trứng. Trời ơi, đây hai con cá bóng tượng nha các bạn. Quá đã rồi các bạn ơi. Quá đã rồi. Rồi, tiếp.
Rồi giờ mình đi thăm tiếp nữa nha các bạn. Các bạn ơi. Đây, cá, bạn cá cho bá luôn. Cá các bạn. Dở dở coi sát dưới đáy luôn, ở dưới đáy nó cũng có nữa. Thấy không, để tới mơi là xình nè. Mơi mình thăm cái nữa bạn. Cầm cá lên đây cái chị. Cầm cá lên xích đây rồi. Cá bạn ơi. Cá cho bá ha. Cá gô phi các bạn. Rồi rồi rồi. Bơi ra cho bơi cho đầu. Bơi cho thuyền. Lắc quá. Ừ, thăm gì đó. Cái chỗ quá. Chuồng lắc quá. Thằng này mày kéo dữ vậy. Thôi dính xuồng đây nè. Lắc quá. Bơi kiểu đéo nào. Bơi kiểu kêu mày kéo từ từ thôi, kéo quá kéo. Ừ, dính được con nữa này. Tiếp thôi. Đây dính đường con. Trời ơi, cái cho bá vậy. Cái gì cho bá vậy? Rồi rồi buông đi chứ. Từ 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 từ. Cá bạn ơi, dính cho bạn. Ù. Thôi nó chưa dục á. À. Cái này sao dính được? Cá ba kỳ. Ủa, cầm cá lên. Dí. Ừ quá, ừ quá. Rồi, tiếp. Dính cá lau kiến nữa kìa. Sao không dính tôm mà dính cá lau kiến ta? Trời ơi trời. Sao vậy? Dính con to to với con chút ép gì nè. Bỏ lên trên luôn đi, để thôi nó dính lưới của mình nữa. Coi coi nó có để chồng lưới lên không nha chí. Gỡ xong rồi coi coi nó có chồng lưới lên không nha. Rồi dính con nữa kìa. Con luôn kìa. Hai con, hai con. Hai con lượt luôn. Hai con lượt luôn hả? Tiếp tiếp tiếp. Ôi cá kìa. Đã quá các bạn. Quần này dơ tới cái quần luôn rồi nè. Hôm nay lết tới lết luôn rồi. Ồ. Hy sinh vì nghị thực luôn. Ủa cá dảnh con bự không trời. Cá dảnh cái này được. Dảnh này về kho lạc ăn chắc ngon lắm. Cái đó lâu. Cái gì? Dính cái giàn lưới, cái dính cái như lưới mình chỉ không biết cái đó không. Lưới bên kia mình thấm. Đây đây là bữa nay thành quả anh em mình bắt cá các bạn ơi. Quá đã các bạn ơi. Rồi đổ ra cho anh em coi các bạn. Oh. Quá đã luôn các bạn. Bạn ơi, đây. Cá lưới kiến này, cá này cá kia có tôm các bạn ơi. Tôm nữa nè, con tôm nè. Ây da, cầm tôm ra hết được rồi. Đây, qua rồi con tôm này. Tôm cho bá luôn nha. Với mấy con cá. Cá lau kiến nhiều. Này. Cái này bắt được 3 con bên đây các bạn. Mấy con này mình đem về mình sẽ nuôi nha các bạn. Này đem về nuôi. Này mình đem về mình sẽ nuôi. Quá đã các bạn. Này các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký để ủng hộ kênh này nha các bạn. Đăng ký ủng hộ và biết những video mới nhất của mình nha. Đây, ngày mai mình sẽ quay cho các bạn coi thêm nữa. Quá trời luôn. Rồi xin chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp các bạn ở những video sau nha các bạn. Rồi bắt cá ra đi. Bắt cá đi bọc. Rồi đổ vô. Đổ vô vậy. Này cá bự cho ba luôn. Rồi xin chào các bạn. Chiều dư luôn, hẹn gặp các bạn những video sau. Cá lau kiến chìm nữa, cá gô phi